Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là một số những kinh nghiệm thực tế của tôi về một cái chủ đề mà rất là nhiều người quan tâm. Đấy là làm sao để thu phục được nhân viên nếu như mình là sếp, nếu như mình là boss, nếu như mình là người sáng lập ra công ty hoặc là leader, người đứng đầu trong một cái nhóm kinh doanh. Có thể bạn có công ty, có thể bạn sẽ có một đội nhóm. Có thể bạn sẽ có một cái ekip làm việc đó, cũng có thể bạn lớn hơn nữa, bạn có một tập đoàn, hoặc là bạn đi làm thuê thì bạn là chủ, bạn là trưởng bộ phận, là giám đốc của một cái bộ phận như là kinh doanh hay marketing hay truyền thông hay bán hàng, vân vân, đúng không ạ? Hoặc là bạn là trưởng nhóm, thì cái việc mà thu phục được nhân viên cũng rất là quan trọng. Thì trong một cái series mà tôi đang chuẩn bị xây dựng, đó là CMO, tức là đào tạo về giám đốc marketing, hoặc là CCO, tức là giám đốc bán hàng, hoặc là CEO là giám đốc điều hành, thì tôi cũng có được thỉnh giảng và được mời chia sẻ về cái việc làm sao thu phục được cho nhân viên. Và bản thân tôi cũng đi tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp và đã ngồi tại một số những cái vị trí giám đốc kinh doanh hoặc là giám đốc marketing, giám đốc bán hàng cho một số doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, cũng có thể là khoảng độ 100, 200 nhân sự, 300 nhân sự, doanh thu thì cũng có thể là một vài trăm tỷ một tháng, cũng có thể là một vài trăm tỷ một năm. Thì tôi cũng nghiệm thấy một số những cái kinh nghiệm, xuất phát từ tôi thôi. Đầu tiên thì tôi thấy rằng là nếu như mà mình mà không thân thiện với nhân viên thì nhân viên họ cũng sẽ không thân thiện với mình. Và khi đó thì mình rất là khó chia sẻ, rất là khó định hướng, rất là khó phát triển công việc. Hoặc là mình xa cách với nhân viên, đúng không ạ? Thì nhân viên cũng sẽ xa cách với mình. Thế thì những cái kinh nghiệm đó, hoặc là mình cũng cứng rắn quá, mình cũng cứng rắn quá, cái môi trường, cái phương pháp, cái văn hóa làm việc của công ty không phù hợp với mình, thì mình cũng rất là dễ bị kiểu như là không trúng, cũng như là bị văng ra khỏi cái cỗ máy đó. Một vài lần tôi đã thử sống đúng với cái phong cách mà mình mong muốn thì sẽ không phù hợp được. Mà cái sự thích ứng nó rất là quan trọng. Thì một số những cái lần mà tôi thích ứng mạnh, tôi thay đổi và tôi hòa đồng hợp tác với nhân viên, thì tôi nhận thấy rằng là cái dự án thì họ rất là thành công và mình cũng được lợi rất nhiều, mình cũng rất là nhàn. Thì qua đó thì tôi muốn chia sẻ một cái video này. Thế thì một cái nhà lãnh đạo, một cái người sếp, một cái người boss thành công thì họ trước hết họ phải là một người rất là uy tín về chuyên môn, cũng như là họ giỏi về cái năng lực của họ. Họ có thể xử lý được các cái công việc trong khả năng của họ và thúc đẩy được cái hoạt động kinh doanh nó trở nên tốt hơn. Và cũng như là nếu như họ là lãnh đạo cấp trung thì họ được lòng của cấp trên và được cái sự tôn trọng của cấp dưới. Nếu như mà mình chỉ được lòng của cấp trên mà không được tôn trọng của cấp dưới và ủng hộ cấp dưới thì chúng ta cũng rất là khó làm việc. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải có thiên về các cái nghệ thuật ứng xử và nghệ thuật thu phục nhân sự. Trong cái cuốn sách Đắc Nhân Tâm thì người ta có nói rất là nhiều những cái vấn đề về việc là làm sao mà chúng ta có thể lấy lòng được thiên hạ. Và cái sự lấy lòng này nó phải xuất phát từ trái tim, nó phải xuất phát từ cái mong muốn của chúng ta, từ chính bản chất con người chúng ta, chứ không phải là một cái sự diễn, một cái sự giả tạo, đúng không? Thế thì làm thế nào để thu phục được nhân viên, làm thế nào mà để có thể là giúp cho doanh nghiệp phát triển? Nếu như chúng ta là CEO, nếu như chúng ta là founder, là người sáng lập, cũng như là chúng ta là một cái nhân viên quản lý cấp trung, giám đốc các vị trí. Thế thì đầu tiên ấy, là tôi nghĩ rằng là chúng ta phải rất là giỏi về chuyên môn, chúng ta phải được làm tốt cái công việc mà chúng ta được giao. Chúng ta phải kiểm soát được các cái công việc mà trong cái bộ phận của chúng ta, ví dụ như là bộ phận marketing hay bộ phận kinh doanh, chúng ta kiểm soát được, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thiết lập được các cái quy chế, quy trình cho bộ phận, phòng ban và nhân sự của mình. Chúng ta hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề của doanh nghiệp. Đấy. Thế tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần phải có cái tấm lòng nhân ái và cái sự quan tâm đối với tất cả mọi người. Kính trên nhường dưới, đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với nhân viên thì chúng ta cũng cần phải quan tâm, chia sẻ. Ví dụ như là chúng ta quan tâm đến đời tư của họ một chút. Ý tôi muốn nói là quan tâm đời tư ở đây không phải là chúng ta
đi sâu vào những cái chuyện riêng tư, mà ví dụ như họ gặp những cái vấn đề khó khăn, con ốm, con đau, đúng không ạ? Mình cũng có thể nói là ừ thôi hôm nay em nghỉ ở nhà làm việc thì mình sẽ cố gắng gồng gánh cái công việc đó, và mình cũng sẽ nói với các nhân sự khác là gồng gánh cái công việc đó để thay cho bạn ấy được nghỉ. Và tương tự những lần khác thì chúng ta cũng sẽ cần phải đòi hỏi những người khác là phải giống như là trả nợ cái việc đó để tạo cho một cái sự công bằng, đúng không? Cái người lãnh đạo mà có cái tấm lòng nhân ái, có cái sự bao dung và cũng như là có cái sự yêu thương đối với nhân sự cũng như đối với người khác thì thông thường những người lãnh đạo đấy và rất là thành công. Tôi có một cái chị bạn, chị thực sự là một người rất là tốt, đúng không ạ? Tôi đã không làm việc cho công ty của chị trong khoảng 3-4 năm trở lại đây. Thế nhưng mà năm nào Tết chị cũng gửi quà, và tôi đánh giá rất là cao cái hoạt động thiện nguyện của chị. Chị thường xuyên bỏ tiền túi ra để làm từ thiện, và cho nhân viên cũng làm từ thiện theo, đóng góp theo, nhưng mà không phải bỏ tiền. Và điều đấy tôi nghĩ rất là tuyệt vời. Ví dụ như là cái lòng nhân ái này thì chúng ta sẽ được thể hiện trong cái phạm vi nhỏ, cái phạm vi của công ty của chúng ta. Chúng ta quan tâm đến tứ thân phụ mẫu, quan tâm đến con cái, đúng không ạ? Chúng ta có các cái chương trình tri ân nhân viên của mình, chăm sóc nhân viên. Và đối với những nhân viên mới thì chúng ta cứ quan trọng nhất đấy là cái quy cách làm việc, mức lương, mức thưởng, cái sự đãi ngộ và tất cả mọi thứ chúng ta nên hợp đồng hóa và chúng ta nên minh bạch hóa thì nhân viên người ta sẽ biết. Bởi vì thường thì nhân viên họ sẽ chỉ tập trung vào cái chuyện là tôi có lương bao nhiêu, tôi có thưởng bao nhiêu, tôi đạt được cái gì và tôi cần phải làm gì, thế là xong đó. Thế thì cái việc mà lòng nhân ái, tình yêu thương của người lãnh đạo, người sếp, người quản trị đối với những nhân viên, công việc cũng như là nhân sự ở đây nó phải đến từ những cái sự quan tâm thực sự, đúng không ạ? Và nó không phải là một cái sự biểu hiện theo kiểu như là mang tính chất hình thức, mà nó phải đi vào thực chất, đúng không? Cái sự ứng xử, lời ăn tiếng nói, rồi đi làm đúng giờ, rồi tạo ra những cái không khí làm việc hết sức là vui vẻ đó. Chúng ta tạo văn hóa và môi trường làm việc trong cái nhóm nhỏ của chúng ta thôi, hoặc là trong cả công ty của chúng ta, hoặc là trong phòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ tạo được ra cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân sự với nhau, đúng không? Cũng như là chúng ta công bằng với tất cả các nhân viên khác. Và nếu như chúng ta có phê bình thì chúng ta phê bình nhẹ nhàng trước tập thể, nhưng mà chúng ta khen ngợi thì chúng ta lại khen ngợi hết sức là mạnh mẽ, hết sức tập thể, đúng không ạ? Người nhân sự thì họ luôn luôn muốn được ghi nhận, được đánh giá một cách thừa nhận cái tài năng và cái sự cống hiến của họ. Cho nên là trong công ty các bạn nên có những cái chương trình thi đua, khen thưởng của tháng, của quý, của năm, một cái sự ghi nhận, đúng không ạ? Và nếu như mà có khen thưởng thì chúng ta sẽ khen thưởng công khai và khen hết lời. Nhưng mà nếu mà phê bình thì chúng ta nên phê bình nhẹ nhàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái trao đổi riêng tư, ví dụ như là trao đổi 1-1 hoặc là trao đổi qua email. Đấy. Và chúng ta phê bình thì cũng phê bình hết sức là nhẹ nhàng thôi. Nhìn vào những yếu tố tích cực, đừng có quá gay gắt. Hầu hết những người mà gay gắt, mà thẳng thắn, quá mức thì đôi khi cũng không được việc. Tôi tự nhận tôi là một người cũng rất là thẳng thắn, nên là trong nhiều lúc trong công việc thì cũng gặp những cái khó khăn do là có thể nhân viên, có thể đối tác họ chưa hiểu. Tất nhiên là cái sự thẳng thắn của mình là dựa trên cái lợi ích của khách hàng, dựa trên lợi ích của nhân viên thôi. Nhưng mà người Việt thì nhìn chung họ ưa thích sự tình cảm, họ ưa thích sự nhẹ nhàng, nên là các bạn cũng nên làm như vậy, đúng không? Khi mà đánh giá một nhân sự hoặc là đánh giá một cái bộ phận thì chúng ta trước hết là phải có tiêu chí đánh giá, chúng ta phải có barem, có lịch trình, và chúng ta phải dựa trên những cái gì chúng ta đã phân công một cách rất là rõ ràng. Thế thì sau đó thì chúng ta mới đánh giá về tiến độ, đánh giá về chất lượng, đánh giá về kỹ thuật và đánh giá về mặt hiệu quả tài chính. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ đánh giá theo một cách barem, theo tiêu chí và đánh giá công khai, công bằng và minh bạch. Thế thì chúng ta làm như vậy. Và trên những cái cơ sở đó thì chúng ta cũng có thể là đề xuất những cái thăng tiến công việc cho nhân sự của chúng ta. Và chúng ta có thể thưởng nóng, khen thưởng bằng vật chất đối với những cái nhân sự hoặc là phòng ban làm việc tốt, thậm chí là người lãnh đạo trong một cái cuộc ăn chơi, cuộc nhậu, đúng không? Thì phải gương mẫu. Ví dụ như là không được trốn thanh toán bill, sếp cũng phải chia tiền bình thường, hoặc thậm chí là sếp phải chi trả hết thì nhân sự nó mới phục, đúng không?
À, thế rồi thì tạo cái không khí làm việc vui vẻ, quan tâm đến, ví dụ máy tính người ta hỏng thì phải phải sửa chữa ngay, đúng không ạ? Rồi thì thiếu công cụ lao động, thiếu phần mềm thì phải cung cấp ngay. Thế rồi thì người ta gặp khó khăn về phương tiện đi lại có thể cho người ta mượn ngay. Tôi lấy thí dụ như vậy. À, rồi đối với những cái nhân viên nữ thì họ ưa thích cái sự tình cảm, quan tâm chi tiết một chút, đúng không? À, thí dụ như trước đây có những đơn vị tôi đi làm thì buổi sáng thì tôi hay mua hoa quả, bánh kẹo một chút thôi, không phải nhiều, có thể vài chục ngàn, có thể 100-200 ngàn. À, nói chung là nó cũng không lớn đối với mình lắm, thì mình mang đến liên hoan cả phòng ăn thì các bạn ấy rất là vui, và dần dần như thế thì các bạn ấy có vẻ như rất là yêu thích anh Phan Anh chẳng hạn. Đó, thì không phải là mình lấy cái quà đấy ra để mình mua chuộc cái gì cả, nó rất là nhỏ thôi. Ý tức là đây là mình quan tâm đến các em, mình hòa đồng cùng với các em, đúng không? Mình có thể không ăn hay là mình có thể không tham gia vào, nhưng mà mình hiểu cái tâm lý của các em đấy, trò chuyện vui vẻ rồi đùa trong cái khả năng phạm vi phù hợp đó, và chúng ta tạo ra một cái sự đoàn kết, tạo ra một cái sự công bằng và cùng nhau đạt được cái mục tiêu KPI. Nếu mà nhân sự của chúng ta đồng lòng thì khó họ cũng sẽ nghĩ, họ làm ngày làm đêm cho chúng ta. Thế nhưng mà nhân sự của chúng ta họ không đồng lòng, họ không thích sếp, họ không thích trưởng bộ phận thì họ không làm, hoặc là họ chống đối, hoặc là họ xin nghỉ, đúng không? Thì như vậy thì bản thân cái người lãnh đạo, cái người vị trí trưởng bộ phận đấy, họ cũng bị mất uy tín. Đấy. Và chúng ta cũng không nên thiên vị, cũng không nên có những cái mối quan hệ tình cảm đặc biệt trong công việc, đúng không? Người ta hay nói là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát đấy. Nếu mà chúng ta thiên vị, chúng ta ưu ái cho một cái bạn nào đấy xinh xắn chẳng hạn, thì nhân sự họ cũng sẽ thiếu đi sự tôn trọng đối với mình. Đấy là tôi nói thí dụ như vậy, đúng không? Hay là người nhà người cửa mà làm không hiệu quả, nhưng mà chúng ta vẫn 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 bảo vệ, chúng ta vẫn bênh vực, chúng ta vẫn nâng đỡ, thì những cái người khác họ nói rằng là ở đây họ không có cái cơ hội phát triển thì họ sẽ không phát triển nữa. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Và thế thì những cái việc đấy nó cũng sẽ xảy ra thôi, nhưng mà chúng ta hạn chế, và chúng ta phải cho nhân sự hiểu rằng là tất cả những điều đó là đều có những cái nguyên tắc, có những cái quy định, đúng không? Để chúng ta có cơ hội phát triển trong một cái doanh nghiệp, mà nhất là doanh nghiệp tư tư nhân. Đấy. Rồi sau tiếp theo đấy là chúng ta có thể là thường xuyên sử dụng những cái lời khen, những cái lời động viên, ví dụ như là khen về hôm nay em mặc đồ này đẹp thế, đúng không? Em làm cái này rất là tốt. Khách hàng có gọi điện cho anh nói rằng là em xử lý vấn đề và họ rất là hài lòng. Thay mặt công ty anh cũng rất là cảm ơn em. Trong cuộc họp những vỗ tay rầm rầm rập thì nhân viên họ rất là thích, đúng không? Họ phấn khởi, họ được tôn trọng, họ được ghi nhận. Cố gắng là thường xuyên sử dụng cái lời khen, có thể là hàng ngày, hàng tuần. Đấy, chọn những cái điểm mạnh, ví dụ như trang phục, một cái file Excel họ làm đẹp cũng có thể khen, một cái PowerPoint họ làm tốt cũng có thể khen, đúng không? Hay là họ làm quá giờ cho một công việc mình cũng có thể khen, ngoài chuyện là tôi đã chấm OT, tức là chấm làm thêm giờ cho người ta rồi. Hoặc là trời nắng, nhân viên làm việc rất là cực thì sếp có thể mua hoa quả, mua kem, mua đồ uống cho nhân viên. Đấy, thế thì trời lạnh thì có thể mua những cái đồ ăn nóng, ấm, vân vân. Đấy là thể hiện cái sự quan tâm, thể hiện cái sự tinh tế và ghi nhận, đúng không? Ví dụ như là hôm nay làm việc rất là hăng say, xuất hàng rất là mệt thì tặng quà, rồi tặng khen ngay, rồi cảm ơn, nói lời cảm ơn đối với tất cả những nhân viên và những người đã có cái đóng góp. Và cái phong cách lãnh đạo nó cũng rất là quan trọng, thì cái phong cách lãnh đạo nó phải quyết đoán, nó phải rõ ràng và nó phải thấu tình đạt lý, và lo lắng được cho người lao động về mức lương, mức thưởng, đãi ngộ trong công việc, thí dụ như là xe cộ đi lại, rồi thì bảo hiểm y tế, rồi thì sự hỗ trợ trong cuộc sống, thí dụ như vợ chồng con cái có ốm đau thì công ty cũng có những cái thăm hỏi, vân vân. Thì những cái điều đấy nó sẽ giúp cho nhân viên cảm thấy rất là tin cậy vào cái vị sếp của mình, cái tầm nhìn của công ty, vân vân. Và các cái phong cách lãnh đạo quyết đoán, nhưng mà dựa trên cái thấu tình đạt lý, dựa trên những cái phân tích
và dựa trên những cái ý kiến đóng góp của nhân viên, từ đấy thì chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định, và thậm chí là chúng ta có thể tham khảo các ý kiến của nhân viên, biểu quyết của nhân viên bằng cách là biểu quyết ở trên mạng hoặc là thông qua những cái vote, đúng không, để chúng ta có thể là đưa ra được những cái quyết định, quyết sách cuối cùng. Và tất nhiên thì cái người chịu trách nhiệm cao nhất thì vẫn là phải là doanh nghiệp, vẫn phải là người chủ, người lãnh đạo, người cấp trưởng phòng rồi. Khi có khen thưởng thì hãy khen thưởng nhân viên, và khi có lỗi thì hãy nhận lỗi về mình, đừng có đổ lỗi cho nhân viên. Đấy. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ cần phải tôn trọng nhân sự của mình. Họ có thể trong cuộc sống thì mỗi người giỏi một thứ, trong công việc mỗi người giỏi một thứ. Họ có thể hơn tuổi mình phải tôn trọng. Họ có thể ít tuổi hơn mình nhưng mình vẫn phải tôn trọng. Chứ không phải là coi họ là nhân viên cấp dưới của mình mà mình không tôn trọng, đúng không? Cái sự tôn trọng ở đây thể hiện qua lời ăn tiếng nói, qua cử chỉ, qua cái cuộc họp, qua cái cách gửi email, qua cái ánh mắt cử chỉ của mình. Đừng có chửi bới họ, đừng có xúc phạm họ, đừng có nói họ bằng những cái lời nó quá nặng nề, thì sau đấy chúng ta cũng sẽ rất là khó làm việc với nhau, đúng không? Và cái sự tôn trọng ở đây thì chúng ta phải ghi nhận cái ý kiến của họ, và khi ý kiến của họ được ghi nhận thì chúng ta áp dụng và đánh giá. Nếu mà tốt thì chúng ta khen thưởng, không tốt thì chúng ta bảo là tiếp tục là cần những ý kiến khác để mọi người đóng góp, đúng không? Cuối cùng đấy là chúng ta cần phải xây dựng cái hình ảnh uy tín của người lãnh đạo. Đấy là chúng ta đúng giờ, chúng ta đúng hẹn, chúng ta đúng lịch trình, chúng ta làm việc rất là chuẩn chỉ và không có hiện tượng quên quên nhớ nhớ, không có hiện tượng thiếu công bằng, đúng không ạ? Và rất là rõ ràng, rất là công tâm và đạt cái hiệu quả cao cho doanh nghiệp nhưng mà lại đem lại lợi ích cho người lao động. Và đối với mình là một cái người quản lý cấp trung thì mình luôn luôn nhớ rằng là trên thì mình phải đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và dưới thì mình phải đem lại lợi ích cho người lao động, đúng không? Thí dụ như mình chủ động đề xuất tăng lương, chủ động đề xuất tăng sở thưởng và các cái điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân sự của mình, và bảo vệ nhân viên của mình khi mà người ta bị nói, khi người ta bị khách hàng chửi bới, rồi bị khách hàng dọa nạt, rồi bị khách hàng phàn nàn, đúng không? Còn tất nhiên trong công việc thì chúng ta phải phân tích là trường hợp này em đã làm sai cái gì và lỗi ở đâu, lần sau rút kinh nghiệm như thế nào, và lỗi này em bị phạt ra sao, anh sẽ chịu cùng em như thế nào, vân vân, đúng không? Thì chúng ta đứng mũi chịu sào. Thế thì câu chuyện là nếu với những cái trường hợp mà chúng ta nhân sự mà kém thì chúng ta sẽ đào tạo, chúng ta có những cái chương trình đào tạo, chúng ta sẽ có những cái buổi team building, chúng ta có những cái buổi offline để mà xây dựng đội nhóm đủ mạnh, chúng ta có những cái buổi về nhà nhau ăn cơm, sinh nhật con cái của họ, sinh nhật bố mẹ của họ, vân vân, thì nó tạo ra một cái không khí nó rất là thân thiết. Trước đây thì tôi thường lấy cớ là mình bận và mình không về nhà của nhân viên ăn cơm chẳng hạn, ví dụ như vậy, hay là về nhà của nhân viên thăm hỏi, vì mình nghĩ là bận, rồi mình nghĩ là mình sẽ đi Tây, rồi mình có những cái này cái khác mình cần quan tâm hơn. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà cả một đội nhóm trong một phòng ban hoặc là trong một công ty vừa và nhỏ mà đi du xuân, đi chơi, đi team building, đi picnic cùng nhau và có thêm những cái gia đình, con cái đi cùng hoặc là về nhà người này người kia trong những cái sự kiện đặc biệt nào đó phù hợp, ăn cơm một bữa trưa, một bữa tối thôi, thì nó cũng rất là thân thiện và nó giúp chúng ta thấu hiểu nhau hơn, giúp chúng ta làm việc với nhau nó thân tình và dễ dàng hơn. Và thông thường như vậy thì những người quản lý và những người sếp thì cơ bản được lợi, bởi vì là chúng ta đã thu phục được nhân sự, chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của họ, chúng ta cùng nhau nỗ lực vì cái mục tiêu lớn hơn. Còn tất nhiên cái công việc kinh doanh thì nó cũng rất là khó, đúng không? Có công ty làm thì nó thành công, có công ty họ làm thì thất bại. Khi thất bại thì chúng ta phải dừng và nói lời chia tay thôi. Đấy. Nhưng mà nguyên tắc ở đây là phải là công bằng, minh bạch và rõ ràng. Thắng thì chúng ta cũng chia sẻ, thua thì chúng ta cũng nhận lỗi và chúng ta tạm dừng cuộc chơi, chứ không đổ lỗi lên người này kém, người kia kém, đúng không? Cũng không nên lừa dối nhân sự, lừa dối nhân viên của mình. Đấy, ví dụ như là họ tạo ra những cái kịch bản, họ tạo ra những cái phốt để mà từ đó chúng ta có thể đổ lỗi cho nhân sự, thì
sau này nhân sự họ sẽ không phục mình, thậm chí họ sẽ tìm cách để đào bới, họ sẽ tìm cách để chống mình, vân vân, đúng không? Rồi chúng ta cũng cần phải có những cái sự linh hoạt, có những cái quyết đoán và có những cái sự giải pháp để mà chúng ta giải quyết công việc hàng ngày, bởi vì các sự vụ nó cũng xảy đến, đúng không? Và khi tuyển người thì chúng ta cũng cố gắng là tuyển người những người có cùng chí hướng, cùng suy nghĩ, cùng văn hóa, cùng phong văn hóa với mình. Rất nhiều công ty họ nói là họ chỉ tuyển những người mà có cao đẳng đại học trở lên, vì họ cho rằng là như thế thì dễ bảo hơn, vì nhân sự có nhận thức. Đấy, tôi nói thí dụ như vậy. Và khi cũng có những đơn vị thì họ nói là họ không quan trọng bằng cấp, miễn là làm được việc, đúng không? Và họ sẽ đào tạo. Tất nhiên là tùy từng vị trí công việc, có những vị trí công việc thì cần nam hay nữ, cần giới tính, cần tuổi tác, cần học vấn, nhưng có những công việc thì không, và có những cách dùng của từng người, thì tùy các bạn nhé. Và chúng ta xây dựng được một cái văn hóa tập thể tốt và chia sẻ bánh làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như tại sao mọi người thường tan vỡ trong việc hợp tác, hoặc là nhân sự không đi tiếp, là bởi vì lúc khó khăn thì đi cùng nhau, nhưng mà lúc mạnh mẽ thì lại tan vỡ, đúng không? Lúc ăn chia không phù hợp, cảm thấy tôi làm nhiều nhưng tôi nhận được ít, rồi thì tài chính không minh bạch, rồi quản lý không rõ ràng thì chia tay thôi. Đấy. Nếu mà không giúp được thì cũng đừng quấy nhiễu, đúng không? Đứng sau một bên để cho người khác làm. Thì đấy là một số những cái lời khuyên nho nhỏ của tôi về cái việc là cái người sếp, cái người quản lý cấp trung, cái người giám đốc, vân vân, trưởng bộ phận, người ta cần phải làm những cái gì để thu hút cũng như là để thu phục được nhân sự, nhân viên của mình. Đấy. Tất cả đều phải xuất phát từ tấm lòng, sự thật, và nó xuất phát một cách rất là tự nhiên, chứ nó không phải là một bài diễn. Và chúng ta phải để ý những cái nhỏ, và có những thứ chúng ta không biết thì chúng ta có thể học, có những thứ chúng ta chưa làm thì chúng ta có thể làm, còn mọi thứ đều có thể học được, được chưa? À, một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và nếu các anh chị, các bạn có bất kỳ một cái yêu cầu nào về quảng cáo, bán hàng, truyền thông, chăm sóc khách hàng, livestream, xây dựng đội ngũ kinh doanh hoặc marketing, thì hãy liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh, chuyên gia marketing 14 năm và có học vấn cũng như là có được sự đào tạo rất là bài bản, chuyên nghiệp. Và số điện thoại của tôi là 0989 623 888, số điện thoại này dùng từ hồi sinh viên chưa thay đâu. Và Facebook của tôi là facebook.com/Phan Anh Online, được chưa ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào.